Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng máy làm mát thương hiệu Daikyo-san. Daikyo-san là xu hướng làm mát hiệu quả, tiết kiệm, an toàn cho gia đình và cơ sở kinh doanh. Đặc biệt, máy có khả năng làm mát tối ưu ở không gian mở như phòng khách, nhà bếp, sân vườn, nhà hàng. Máy làm mát Daikyo-san hoạt động trên nguyên lý làm mát tự nhiên, dựa vào hiện tượng bay hơi của nước sẽ làm không khí dịu mát hơn. Giống như chúng ta đang ở bờ sông, bờ suối, có một làn gió thổi qua mặt nước. Đặc biệt, nhiệt độ miệng gió đạt từ 26,5 đến 31 độ sẽ tránh gây sốc nhiệt khi nắng nóng vượt quá 38 độ C. Đây là giải pháp làm mát giữa máy lạnh và quạt máy. Điện năng tiêu thụ chỉ bằng 1/5 máy lạnh, có thể sử dụng một máy cho nhiều không gian khác nhau nhờ 4 bánh xe di chuyển linh hoạt. Hơn thế nữa, có thể dùng chung với điều hòa không khí để cân bằng độ ẩm và tiết kiệm điện. Sự khác biệt của máy làm mát Daikyo-san so với thị trường: motor sử dụng lõi đồng nguyên chất, bền hơn 1,5 đến 2 lần so với lõi nhôm. Vỏ motor sơn tĩnh điện chống oxy hóa, chất liệu nhựa nguyên sinh an toàn với môi trường và người sử dụng. Tấm làm mát được làm từ gỗ cho hiệu quả làm mát cao, đảm bảo công suất, lưu lượng gió và hiệu quả làm mát đúng như thông số trên sản phẩm. Kiểu dáng tinh tế, hiện đại, dễ dàng sử dụng và vệ sinh. Bảo hành 2 năm cho motor quạt và 1 năm cho sản phẩm nếu kích hoạt bảo hành điện tử. Bảo hiểm trách nhiệm lên đến 1 tỷ đồng. Sau đây, mời quý vị đến với review chi tiết máy làm mát Daikyo-san để hiểu hơn về sản phẩm. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần review chi tiết về sản phẩm máy làm mát cao cấp. Và mình là Nhi, còn đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Máy làm mát cao cấp Daikyo-san DKA05000C. Máy làm mát Daikyo-san DKA05000C thường được sử dụng cho các quán ăn, quán cà phê hay là nhà hàng và những không gian mở khác có diện tích từ 35 đến 40 m2, bởi máy có công suất là 210W, đồng thời cho lưu lượng gió lên đến 5.000 mét khối trên 1 giờ. Máy tuy có kích thước lớn nhưng trong quá trình sử dụng, bạn vẫn có thể dễ dàng di chuyển bằng 4 bánh xe linh hoạt này. Trong đó hai bánh trước có khóa, có thể cố định máy tại vị trí mong muốn. Và sau đây, mời các bạn cùng với mình tìm hiểu chi tiết hơn về các chức năng của sản phẩm này nhé. Bảng điều khiển gồm 3 nút vặn đơn giản và dễ sử dụng. Để khởi động, các bạn xoay nút vặn ở chính giữa. Tiếp tục xoay nút này để điều chỉnh tốc độ gió của máy theo 3 cấp độ. Xoay nút Screen để khởi động chế độ tự động đảo gió qua lại trái, phải. Với chiều gió lên xuống, bạn dùng tay điều chỉnh lá đảo theo hướng gió mong muốn như thế này. Và cuối cùng, để khởi động chế độ làm mát bằng hơi nước, các bạn vặn nút Cool. Để sử dụng chế độ Cool, các bạn đừng quên cho nước vào trong bình chứa thông qua lỗ châm nước ở hai bên máy và theo dõi mực nước ở thang đo bên hông này. Ngoài ra, máy còn có phao cơ cấp nước tự động. Nếu bạn kết nối đường ống nước với máy thông qua van này, nước sẽ được tự thêm khi hết và sẽ tự động ngừng khi bình chứa nước đầy. Một điều bạn cần chú ý đó là nhớ ngắt nguồn điện của sản phẩm trước khi thêm nước vào nhé. Bình chứa nước của máy có dung tích là 45 lít, cho thời gian sử dụng liên tục của chế độ Cool từ 7 đến 11 tiếng. Khi hết nước, máy sẽ tự động ngắt bơm. Bây giờ chúng ta cùng xem chi tiết phía bên trong máy nhé. Và đây là mặt sau của máy làm mát. Mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác để tháo máy. Để tháo máy làm mát, các bạn sử dụng tua vít, lần lượt mở các ốc vít. Đây là tấm lưới lọc bụi giúp cho không khí được trong lành hơn, đồng thời bảo vệ tấm làm mát khỏi côn trùng bò vào. Và đây là tấm làm mát được làm từ gỗ. Phía bên trong là quạt và bơm nước. Bên dưới là bình chứa nước. Bình chứa nước có một van nằm ở phía sau máy, rất tiện lợi cho việc vệ sinh và thay nước. Khi không sử dụng, các bạn hãy xả nước ra ngoài để tránh ẩm mốc nhé. Và nhớ vệ sinh máy thường xuyên để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Máy làm mát cao cấp Daikyo-san DKA05000C có thiết kế thông minh, hướng đến sự đơn giản và tiện lợi cho người dùng. Máy hiện có bán tại tất cả các đại lý của Đài Việt và giao hàng miễn phí trên khắp 63 tỉnh thành. Để đặt mua, các bạn có thể truy cập vào website tapdoandaiviet.com.vn hoặc gọi vào số 1900 636098 để được hỗ trợ. Máy làm mát cao cấp Daikyo-san DKA05000C, sản phẩm được phân phối bởi Đại Việt. Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp